Hi, xin chào tất cả các bạn. Rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Và hôm nay sẽ không có Lưu Bị nữa mà chúng ta có Tào Tháo cho mọi người. Cứ ra Tào Tháo. Tiêu đề các bạn cũng đã thấy rồi á, thì hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn về một số lưu ý khi mà mình đi thực tập hoặc là khi mới bắt đầu đi làm nha. Video này thì mình chỉ dành cho những bạn mà mới đi làm thôi, hoặc là những bạn mà làm lâu rồi, các bạn cũng có thể xem để có thể góp ý cho mình. Tại vì vốn dĩ cái này chỉ là dựa trên kinh nghiệm thực tế của mình 4 năm khi mà mình tiến hành đi thực tập hoặc là bắt đầu đi làm thêm. 30 giây quảng cáo cho cái video này, đó là lý do ra đời video, đó là trong lúc mình đang rửa chén các bạn. Sau khi tốt nghiệp đại học thì hiện tại mình đang gap year, thì do lúc mình đang rửa chén thì mình tự nhiên cái mình nghĩ ra cái ý tưởng là trong suốt cái 4 năm qua đó mình đã rút ra được một số kinh nghiệm nhất định, nhưng mà nếu như mà mình cứ giữ cho mình không á thì như vậy nó cũng đâu có tốt, đúng không? Tại vì mình nghĩ ý kiến cá nhân của mình á thì những điều tốt hình nên lan tỏa tới mọi người á, nên là mình đã bỏ mấy cái chén xuống sau lên lấy giấy ghi ra thế này. Tại vì mình mắc một cái bệnh đó là nếu như mà mình chợt nghĩ ra một cái ý tưởng gì đó mình không ghi lại á, tới lúc mình nhớ lại mình chắc chắn là mình đã nghĩ ra một cái gì đó hay ho lắm, tuyệt vời lắm, nhưng mà mình không nhớ nổi nên mình bắt buộc phải ghi chú lại. Và tại sao mình không dùng điện thoại thì tại vì mình không thích, mình đã quen với cái thói quen là ghi chú bằng giấy rồi, thì các bạn thông cảm nha. Và bây giờ chúng ta bắt đầu video thôi. Thật ra mình đã chuẩn bị một chài như thế này, nhưng mà vì nhiều quá nên mình sẽ chia ra hai phần, và cái này là phần đầu tiên. Nói chung là vẫn còn nhiều lắm, nhưng mà mình nghĩ ra được cái gì thì mình chỉ nói những cái điều như vậy thôi. Và có thể là có rất là nhiều điều các bạn đã biết rồi, nhưng mình vẫn muốn nói lại, tại vì biết đâu được một phần nào đó các bạn khi xem video của mình đó, thì các bạn sẽ nghĩ là trước giờ mình không để ý đến những cái đó chẳng hạn, đúng không? Hồi trước thì chúng ta có câu là tố gỗ không tố nước sơn, cái đấy nó chính cái đèn rồi chẳng hạn như vậy. Nhưng mà sau này khi đi làm rồi á, mình mới nhận ra nếu như mà cái nước sơn của các bạn không tốt á thì bao nhiêu người chịu nhìn tới cái chất liệu của gỗ, đúng không? Nên là việc đầu tiên mình muốn nói với các bạn đó là khi các bạn thực tập hoặc là khi đi làm á thì không nhất định là phải trang điểm cầu kỳ đâu, mà chúng ta nên nhẹ nhàng một chút, nói chung là che những cái khuyết điểm đi. Tại vì mình nghĩ như thế này nè, lần đầu tiên mà các bạn phỏng vấn á thì phải trang điểm nhẹ nhàng một tí là đúng rồi. Tại vì một cái ngoại hình mà gọn gàng sạch sẽ và bắt mắt á thì sẽ dễ để lại ấn tượng hơn cho người phỏng vấn. Nhưng mà khi chúng ta tiến hành đi làm rồi á thì đa số chúng ta sẽ làm buổi sáng hoặc là gì đó, và cá nhân của mình cũng vậy, thì buổi sáng rất là quan trọng luôn á. Mình luôn cố gắng tránh những cái điều tiêu cực vào buổi sáng và luôn tìm những cái điều mà hay ho tốt đẹp hơn để bắt đầu một buổi sáng thật là tràn đầy năng lượng. Nên là nếu như mà mình xuất hiện ở trước mặt người khác với một cái bộ dạng nó không có được chỉnh chu cho lắm, mắt thì quầng thâm thế này, môi thì nhợt nhạt, da thì tái đi á, thì mình cảm thấy nó tự giác mình gây khó chịu cho mình và cả người đối diện luôn á. Mình thì mình không thích điều đó, nên là khi mà đi thực tập á thì mình sẽ trang điểm nhẹ nhàng một chút. Nói chung là hồi năm nhất á thì mình trang điểm hoa lá hẹ rồi các bạn, có biết cái chai kia trong nắng mà dạng cushion, xong gì này nè, trời ơi mình quá, xong cái mặt mình trắng bắp, cái cổ mình cũng trắng. Xong rồi hồi đó mình kẻ lông mày bự nhưng mà sâu ráng thôi luôn á, son thiệt đỏ. Mà hồi đó là năm nhất rồi mình mới bắt đầu vấn son nha, nên là mình không biết là lựa cái gì cho hợp lý hết. Xong rồi mình mua chúng những cái cây son mà nó không có lì các bạn, mình quá, xong mình đi cổ chứng nó nhe hết cái miệng này, trời đúng quá ám ảnh luôn. Nhưng mà nhờ như vậy á thì tới bây giờ hiện tại là năm tư rồi á thì mình mới có thể tự tin để hoạt cái mặt của mình. Mình không nhớ gọi là trang điểm, mình chỉ nói là hoạt cho cái mặt của mình làm sao mà mình cảm thấy tự tin nhất là được. Và mình cũng mang cái bộ mặt tự tin đó đi tới công ty á, để mọi người mới sớm nhìn thấy mình là kìa, con nhỏ này nè, nó không làm được việc, nhưng mà thôi kệ, nhìn nó cũng không tới nỗi nào. Chứ đừng có mà đã không làm được việc rồi á mà còn vác cái bộ mặt nó tới công ty thì thật là chán nản. Hồi mà mình đi thực tập năm tư á thì hình ngựa bà đó, sáng sớm á là mình sẽ bôi nhau trong nắng, xong rồi quánh che cái điểm vào đây. Sau đó là mình sẽ quánh cái mắt mình nó hồng lên, tại vì mình cảm giác á là nếu như mà che khuyết điểm cái mắt nó trắng trợt mà nó không có cái gì đó ánh hồng lên đó thì nhìn nó cũng giả tạo quá. Sau rồi sư phụ của mình hỏi là ủa Trang, em bị đau mắt hả Trang, sao mà em hồng vậy? Rất là ngây ngô luôn, mình nghĩ là sư phụ mình ế là bẩm sinh luôn, không có cái gì hết. Nhưng mà thật ra như vậy mình cũng cảm thấy vui, tại vì mới sáng sớm và có môi trường làm việc trong một cái agency nó cũng khá là áp lực á, nên là mình không muốn mang cái bộ mặt mà nó quá ư là sầu thảm, như kiểu không đạt được KPI hay là gì đó tới thảm thương lắm các bạn. Nên là mình cố gắng trang điểm nhẹ nhàng một chút, nhẹ nhàng thôi là được, miễn sao tươi tỉnh là được và gọn gàng. Tốt nhất là khi đi thực tập hoặc là mới đi làm á thì mình lựa chọn những cái trang phục công sở hoặc là trang phục đi làm phù hợp, gọn gàng thôi và cũng tiện di chuyển nha. Nhất là những bạn nữ thì bình thường đối với mình thì mình không mang được giày cao gót, nên mình thường sử dụng là giày bata. Nhưng mà
có nhiều cái công việc yêu cầu bắt buộc các bạn phải mang giày cao gót, thì các bạn hãy lựa những cái loại giày mà phù hợp đi như thế nào để dễ dàng và tiện di chuyển nhất. Lưu ý nhỏ xíu như thế này này, nếu như mà quản lý của các bạn là nữ thì mình hãy cố gắng đừng có mang giày cao gót mà cao hơn cái đế của sếp nữ của bạn nha, như vậy nó cũng không tốt lắm. Mình cũng không biết là chỉ là vô tình ý tứ như vậy thôi, hoặc là nếu như mà sếp của bạn, nói chung là mình cố gắng đừng có lồng lộn hơn sếp của mình quá, để khi mà hai người ngồi cạnh nhau thì mọi người sẽ gây nhầm lẫn á. Mình chỉ cần nhẹ nhàng, gọn gàng và tinh tế là được nha. Sau điều đầu tiên, à mình muốn nói một chút xíu nữa, đó là khi mà một buổi sáng xong rồi mình gặp một người nào đó nha, cho dù quen hay không quen hay là sao đó, mà mình chỉ cần cảm thấy họ tươi tắn, vẻ mặt hồng hào, tâm trạng phấn chấn thôi, là tự giác mình cảm thấy là một ngày hôm đó của mình sẽ thật sự rất là tuyệt vời và có một cái năng lượng rất là tuyệt luôn á. Nên là hãy cố gắng mang lại năng lượng tích cực cho mọi người nha. Điều thứ hai mình muốn nói đó là trong một cái môi trường chuyên nghiệp hoặc là không chuyên hay sao đó, thì các bạn cũng hãy tập một cái thói quen, đó là mọi việc đều phải có giấy trắng mực đen. Mà bây giờ thì người ta hiện đại hơn, đó là email hoặc là tin nhắn hay bằng một cách nào đó nha em. Nhưng mà có những cái chuyện mà ví dụ như KPI hoặc là về những cái vấn đề bàn giao công việc hay gì đó, thì mình bắt buộc phải gửi mail để có cái chứng từ khi mà có một bất kỳ một cái công việc gì đó hoặc là xảy ra một cái vấn đề gì đó, thì đó chính là chứng cứ để mà trang quản lý có thể quy trách nhiệm đó cho một cá nhân hay một tập thể nào đó. Khi đi thực tập năm tư rồi á, tại mỗi agency á, thì mình mới học được rất là nhiều điều, đó là mọi thứ, mọi sự việc xảy ra hàng ngày á, các bạn đều có thể cảm tính được, nhưng công việc thì không. Nếu như mà xảy ra bất kỳ một cái số liệu, một cái vấn đề gì đó, một cái hạn chế, những cái trên trời ập xuống một cái gì đó, hoặc là công việc nào đó nó xảy ra không thuận lợi á, thì chúng ta phải dựa vào cái số liệu hàng ngày, số liệu thực tế của công việc đó để chúng ta có thể nói chuyện với khách hàng. Giống như công ty của mình á, khi mà cái dự án campaign là cái gì? Cái campaign đó nó diễn ra không có như ý muốn á, thì mọi người phải check lại từng cái khâu nhất định và dựa lấy cái số liệu ở từng cái khâu đó ra, và phải tìm được cái nguyên do dẫn tới cái campaign đó thất bại đó là gì. Đó là do bên mình, hoặc là do bên đối tác, hoặc là do những điều kiện ảnh hưởng xung quanh, thì chúng ta chỉ dựa vào số liệu mới có thể thuyết phục được khách hàng thôi. Còn nếu như mà mình nói chuyện dạ em thấy, em nghĩ thì là mà thì không có đâu nha, khách hàng sẽ không có tin tưởng để mà giao những cái công việc đó cho mình, mà cảm thấy là đây là một cái công ty nó không có chuyên nghiệp. Về vấn đề email á, thì nói chung là có nhiều cái công việc, ví dụ như các bạn đã hoàn thành vào lúc giờ này giờ kia rồi và các bạn đã gửi đi rồi, thì mình phải có mail để xác nhận, hoặc là trên nó phân công cho mình những chuyện gì thì các bạn cũng phải mail lại để xác nhận là em đã nhận cái công việc đó hoặc là như thế nào đó. Tới lúc mà có chuyện gì đó thì mình có thể dựa vào đó để mà nói chuyện với mọi người. Hoặc là như trong một cái tập thể á, thì thường thường á, là cái quyền lợi và nghĩa vụ của mọi người sẽ liên đới với nhau. Ví dụ như có một chuyện gì đó thì sẽ liên đối trách nhiệm từ quản lý xuống dưới á, trưởng từng bộ phận xuống tới cái nhân viên thực hiện cái công việc đó. Nhưng mà mọi người làm như vậy là để muốn chúng ta có trách nhiệm với nhau hơn, và chúng ta phải để ý công việc của nhau. Như vậy á, thì mình sẽ cố gắng làm việc tốt hơn đúng không, để không ảnh hưởng tới mọi người, và mọi người cũng sẽ cố gắng tạo được một tập thể phát triển lớn mạnh hơn. Nói chung là lớn rồi làm gì còn phải có giấy trắng mực đen nha các bạn. Tại vì á, mình biết là mình nói vậy thôi, nhưng mà các bạn sẽ thấy ồ bình thường mình làm đó có sao đâu, này kia mình sẽ ghét. Nhưng mà khi đụng đến tiền bạc rồi á, đến quyền lợi và nghĩa vụ rồi á, thì lúc đó mình sẽ trở thành một bài học rất là đáng nhớ. Nhưng mà mình á, thì mình nghĩ là mình nên chia sẻ ở đây để cho cái bài học của các bạn nó nhẹ tiền lại một chút. Còn nếu như mà cái bài học đầu tiên của mình cũng liên quan đến những cái mail rất là đơn giản như vậy, nhưng mà cái số tiền, cái tổn thất mà nó khá lớn á, thì nó cũng khá đau cho một cái bài học đầu đời. Điều thứ ba mình muốn chia sẻ đó là nếu như mà khách hàng của các bạn á, là một cặp đôi hoặc là một cặp vợ chồng. Trên này mình nói trên phương diện là mình là nữ nha, còn nếu là nam thì các bạn ngược lại. Thì nếu như mà khách hàng của các bạn có ý muốn liên lạc với các bạn, thì mình hãy lấy số điện thoại của người vợ hoặc là người bạn gái. Còn nếu như mà các bạn là nam thì mình hãy lấy số của anh chồng hoặc là của người bạn trai. Tại vì nó là một cái gì đó tự nhiên mình cảm thấy nó rất là tế nhị, một cái kiểu gì đó mình cũng biết qua quá trình mà mình làm việc á, thì mình rút kết ra như vậy. Hoặc là khi mình đi làm phục vụ á, thì sẽ thấy là em ơi, quán em có này kia không, cho số điện thoại đi để ngày mai vợ chồng anh đặt cơm, hoặc là anh chị đặt cơm, hoặc là mình liên hệ để có thể mua giúp anh chị một cái gì đó. Thì lúc đó mình sẽ tự giác lấy số điện thoại của người vợ, kêu là lấy số của anh của đường nhưng không, mình sẽ nói là dạ thôi em lấy số của chị là được rồi. Sau đó là mình sẽ dễ dàng trao đổi với bạn gái đó hoặc là người vợ đó hơn, tại vì phụ nữ với nhau thì nó cũng dễ hơn, và có nhiều cái vấn đề á nó nhạy cảm lắm các bạn. Nên là nếu như mà là cặp đôi á, thì các bạn hãy lựa chọn đối tượng để chúng ta có thể trao đổi contact thích hợp.
Nói chung cũng có ngoại lệ, ví dụ như mà các bạn bán hàng nhưng người vợ không đồng ý và các bạn bắt buộc phải thuyết phục người chồng ấy, thì nó sẽ khác, nhưng đó lại là một câu chuyện khác. Mình chỉ đang nói ra những vấn đề mà trao đổi liên lạc hàng ngày đơn giản thôi á, thì mình hãy để một chút nhanh như vậy thì chúng ta sẽ tăng thêm phần tinh tế và tế nhị hơn một tí. Và điều thứ tư cũng là điều cuối cùng mà mình muốn nói trong phần 1 của video này, và cũng có thể là sẽ có nhiều phần khác nếu như mà các bạn thích và quan tâm, và mình sẽ dựa trên những cái phản hồi của các bạn lượt like hoặc là bình luận để mình có thể ra tiếp phần tiếp theo. Thì điều thứ tư cũng là điều cuối cùng, đó là những cái công ty mà mình gọi là công ty hộ gia đình, có nghĩa là quy mô nhỏ, số lượng thành viên ít á, thì mình sẽ không bàn tới. Nhưng mà khi các bạn làm việc ở những công ty lớn, những tập đoàn rồi á, thì chúng ta sẽ có những cái điều lệ, ví dụ như đi trễ thì sẽ bị phạt bao nhiêu tiền, thời gian ngủ trưa thế này thế kia. Nhiều khi á, khi mà các bạn làm việc á, thì sẽ có một cái camera gắn ở góc nào đó bên kia, thì người ta gọi đó là QC, và QC sẽ check camera để xem cái tiến độ làm việc như thế nào. Hoặc là khi mà có một cái công việc nào đó, một cái vấn đề nào đó xảy ra, thì QC sẽ bắt đầu check lại cái camera đó để quy trách nhiệm lên một cá nhân hay một tập thể nào đó. Những cái vấn đề về liên đới quyền lợi và nghĩa vụ, ví dụ như một cái công việc đó thì cái bộ phận này làm hết, nhưng mà chúng ta vẫn phải chia ra thành tích cho những bộ phận khác không liên quan hay gì đó. Thì nhiều khi các bạn là nhân viên của cái bộ phận đó, các bạn sẽ cảm thấy rất là bất mãn, đúng không? Tại sao mình làm như vậy, mình thế này thế kia, nhưng mà lại phải chia cho những cái bộ phận không liên quan, hoặc là công việc đó mình đâu có làm đó, tại sao mà mình vẫn phải chịu cái trách nhiệm liên đới trong cái tập thể đó. Qua một thời gian rồi á, khi mà mình làm á, mình quan sát cái môi trường ở đó, thì mình nhận ra là cái này không phải là điều để bất mãn, mà là cái này bắt buộc phải có. Tại vì một cái công ty lớn rồi á, người ta muốn vận hành quản lý một công ty phải có một cái ban quản lý nhất định, và chúng ta phải liên đới trách nhiệm với nhau để mọi người cùng có trách nhiệm để duy trì và phát triển cái công ty, cái tập thể đó lớn hơn. Nếu như mà mình chỉ quy trách nhiệm cá nhân thôi á, thì mọi người sẽ không có quan tâm tới nhau á, kiểu mọi người sẽ thờ ơ và chỉ lo làm tốt cái phần công việc của mình thôi. Có một cái chuyện gì đó xảy ra thì trách nhiệm sẽ bị đùn đẩy từ người này qua người kia. Còn khi mà mình liên đới trách nhiệm trong một cái tập thể rồi á, thì ở trên cao sẽ nhắc nhở ở dưới, và ở dưới sẽ dần 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 nhắc nhở xuống dưới hơn, như vậy thì nó sẽ tốt hơn. Và đây cũng là cách, những cái điều lệ mà công ty đặt ra dựa trên những cái tập quán, những cái môi trường làm việc của công ty đó, yêu cầu của từng công việc, từng cái doanh nghiệp nhất định. Nên là nếu như mà các bạn đã chấp nhận đi làm ở trong cái doanh nghiệp đó, chúng ta cũng nên chấp nhận đối với những cái quy định, những cái điều lệ đó đi. Còn nếu như mà các bạn cảm thấy không hợp thì mình hoàn toàn có thể chuyển qua một công việc khác, tại vì không phải ai cũng phù hợp với những cái công ty và những cái môi trường nhất định. Còn nếu đã làm thì chấp nhận thôi, tại vì ông bà ta cũng đã có câu rồi, mà nhập gia thì phải tùy tục, đúng không? Mình nghĩ là video này sau khi edit thì sẽ ngắn gọn lắm, nhưng mà mong là đã mang lại cho các bạn những cái kinh nghiệm khá là bổ ích để chúng ta có thể có một môi trường thực tập đi làm vui vẻ hơn và dễ dàng hơn một tí nữa. Và cảm ơn các bạn rất nhiều. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video của mình. Nhớ like và đăng ký kênh để chúng ta có thể gặp nhau nhiều hơn nữa. Và nhớ cái chuông nghe, tại vì mình sẽ ra video mới vào mỗi tuần. Và tạm biệt các bạn.